Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines chưa tìm ra được một hướng giải quyết thỏa đáng cho tất cả các bên, Trung Quốc mới đây đã tự ban hành rộng rãi mẫu hộ chiếu mới mà theo cách gọi của Việt Nam là hộ chiếu lưỡi bò. Trong mẫu hộ chiếu mới này, Trung Quốc đã cho in chìm tấm bản đồ mà nước này tự cho là lãnh thổ của mình, bao gồm đường đứt khúc 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò, nhằm mục đích nêu lên yêu sách chủ quyền đối với hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông và hai khu vực ở Ấn Độ đang do New Delhi kiểm soát. Hành động này của Trung Quốc đã nhiều lần vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước có liên quan. Mới đây nhất, trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ lên tiếng với Trung Quốc về mẫu hộ chiếu mới còn đang gây nhiều tranh cãi này. Chúng tôi thực sự lo ngại về tấm bản đồ này bởi nó gây ra căng thẳng và lo ngại giữa các nước ở Biển Đông. Chúng tôi có ý định sẽ nêu lên vấn đề này với Trung Quốc. Những hộ chiếu mới không giúp ích cho mục đích mà chúng ta đang theo đuổi, đó là giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải thông qua con đường đàm phán hòa bình. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của các phóng viên hôm 26 tháng 11, bà Nuland cũng tuyên bố việc Trung Quốc in bản đồ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trên hộ chiếu không làm thay đổi quan điểm của Hoa Kỳ đối với cuộc tranh chấp này. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc Hải quan Mỹ đóng dấu thị thực hộ chiếu Trung Quốc không phải là sự thừa nhận của nước này đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Đó không phải là sự thừa nhận. Quan điểm của chúng tôi là các vấn đề về Biển Đông nên được các bên liên quan đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc. Một tấm hình trên hộ chiếu không thay đổi được quan điểm đó. Tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á đã tồn tại trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, mức độ căng thẳng của vấn đề thực sự leo thang trong 2 năm trở lại đây khi Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn thay vì nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề theo con đường đàm phán ngoại giao. Khi những tranh cãi về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông còn chưa có hồi kết, thì bản đồ có in hình lưỡi bò trên hộ chiếu của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã tự cho mình quyền được giới hạn vị trí lãnh thổ, tự biến hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông thành lãnh hải của mình, bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của các nước khác. Bằng chiêu thức này, Trung Quốc đã gián tiếp quảng bá cho chủ quyền của mình ngoài Biển Đông với suy nghĩ rằng nếu như hộ chiếu của họ được các nước có liên quan đến đường 9 đoạn nói trên cấp visa thị thực, thì nghĩa là bản đồ lãnh thổ mới đầy dã tâm của họ đã được thừa nhận. Đáng nhấn mạnh là đây không phải là lần đầu tiên quốc gia đông dân nhất thế giới bộc lộ tham vọng bành trướng nhằm thôn tính khu vực biển mà những nước khác trong khu vực Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền. Hồi cuối tháng 6 năm nay, Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã mời thầu khai thác 9 lô dầu khí nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết các công ty nước ngoài có khoảng thời gian 1 năm tính từ lúc mời thầu để quyết định có dự thầu hay không. Rõ ràng, trữ lượng dầu mỏ khổng lồ chưa được khai thác dưới Biển Đông chính là miếng mồi béo bở mà Trung Quốc đang thèm khát. Chưa dừng lại ở đó, đến cuối tháng 7, Trung Quốc lại tiếp tục dùng vũ lực để thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa ngay tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để cai quản 3 quần đảo mà họ đòi chủ quyền là Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa. Ngoài ra, Trung Quốc còn đưa nhiều tàu cá ra những khu vực biển mà Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Hành động này của Trung Quốc đã liên tục được báo chí và truyền thông quốc tế phản ánh, nhất là vào thời điểm nước này hồi đầu tháng 8 đã phái đến 23.000 tàu cá xuống khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Trong khi đó, các nước ASEAN và nhiều nước khác luôn khuyến khích nỗ lực giải quyết vấn đề Biển Đông bằng con đường đàm phán hòa bình. Mới đây nhất tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 diễn ra tại Phnom Penh của Campuchia, các thành viên ASEAN đều kỳ vọng về một hướng đi khả thi đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, mà cụ thể hơn là hy vọng Trung Quốc sẽ hợp tác hiệu quả. Tuy nhiên, nước này đã khẳng định rõ quan điểm, không mong muốn vấn đề Biển Đông sẽ hâm nóng toàn hội nghị. Vấn đề Biển Đông có thể kiểm soát được thông qua các cuộc đàm phán song phương và thương lượng. Điều này sẽ giúp khu vực ổn định, hòa bình và phát triển. Đại diện Trung Quốc cũng cho rằng, trong những năm qua, Trung Quốc và các nước xung quanh Biển Đông đã kiểm soát thành công tranh chấp và không để cho nó gia tăng. Tuy nhiên, trên thực tế, những hành động mang tính chất gây hấn nêu trên vẫn được Trung Quốc triển khai. Nó cho thấy Trung Quốc đang nói một đằng, làm một nẻo và làm phức tạp thêm tình hình vốn đang nóng trên Biển Đông. Việc Trung Quốc cho ban hành rộng rãi hộ chiếu in hình lưỡi bò đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước láng giềng như Philippines, Ấn Độ và Việt Nam. Trong một công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario cho biết Philippines cực lực phản đối
việc đưa đường 9 đoạn vào hộ chiếu, vì hình ảnh này bao gồm cả khu vực là một phần cố hữu thuộc chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Philippines. Hành động của Trung Quốc đã đi ngược lại với tinh thần của tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời vi phạm chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi. Phản ứng trước việc này, phía Việt Nam cũng kịch liệt phản đối sự vi phạm trắng trợn của Trung Quốc đối với chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam khi cho in hình lưỡi bò trên hộ chiếu của nước này. Ngay sau Việt Nam và Philippines, Ấn Độ cũng lên tiếng phản đối mẫu hộ chiếu mới của Trung Quốc bởi hai khu vực Arunachal Pradesh và Assam của Ấn Độ cũng bị đính kèm vào bản đồ của Trung Quốc in trên hộ chiếu. Theo hãng tin PTI của Ấn Độ, để trả đũa, Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh đã cấp cho các công dân Trung Quốc thị thực có in hình bản đồ nước này, bao gồm hai khu vực trên. Giới phân tích nhận định, việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu lưỡi bò là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh không có ý định nhượng bộ các nước láng giềng Đông Nam Á trên vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, trên thực tế, các hành động mà Trung Quốc cố tình gây ra từ trước đến nay đều liên tục vi phạm luật quốc tế, không phù hợp với công lý và lẽ phải. Điều này dẫn đến một kết luận bất di bất dịch rằng sẽ không có một quốc gia nào có thể chấp nhận những điều vô lý trở thành sự thật. Việc thiếu thiện chí của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông sẽ chỉ làm cho tình hình chung trở nên căng thẳng và bế tắc.